Hello anh em, bây giờ đang đến một buổi chiều, mình đang cho con Igu của mình ăn đây. Mình cũng lười cho vào đĩa, cho vào rổ, rổ nó rơi dưới. Mình lười mình cho vào, mình cho nó ăn luôn ở trên này. Đấy. Thì có một cái vấn đề là sau một cái đợt vừa rồi khi mà mình giải cứu con này về á, thật ra bọn này thì nó đã trụ ở ngoài trời thì nó cũng tương đối là chùy. Tuy nhiên là đợt vừa rồi nó lạnh, mùa đông vừa rồi nó lạnh quá, nếu mà mình không cứu về thì chưa chắc đã trụ nổi. Tại vì gần như là có nhiều trường hợp thì nó sẽ là kiểu ngủ đông ấy, nó đóng băng vào xong rồi nó ngủ đông, xong rồi xong hết thì nó lại bình thường. Hơn như thế thì sức khỏe con nó sẽ rất là yếu. Thế nhưng mà sau khi một thời gian mình về đây này, không chăm sóc cẩn thận, anh em nhìn thế này, nó còn bị mốc hết da này, anh em nhìn chưa? Đấy, đợt vừa rồi lột ra thì nó mới nòi ra, nó mới đầu mới đỡ đi một tí. Mình có xịt nước muối mấy cả ấy thì nó đỡ đi một tí. Đây, xịt nước muối thì nó đỡ đi một tí. Thế nhưng mà gần như là cái dàn gai, anh em thấy không? Dàn gai là hỏng hết, cái dàn gai trên này. Mặc dù là mình có, đợt này mình có chăm, mình có cho ăn lại, cho ăn để kéo lại. Nhưng mà cái gai đằng trước đấy là không cứu được. Tại vì sao anh em ạ? Nó bị gãy hết rồi. Nó bị gãy trước hết rồi. Và cái anh em có thể thấy này, đây này, anh có thể thấy nhìn cái hàng gai sau này, sau khi mình cho chăm sóc, mình xịt ẩm rồi mình cho ăn đủ chất vào cái thì hàng gai sau nó lên rất là đẹp luôn. Nhưng mà cái hàng gai trước là do là trước đấy là nó bị trong chuồng bé quá, sau đó là kiểu cũng không chăm bẵm thì bỏ bê, nó tông chuồng rồi các thứ ấy. Thế là nó bị gãy hết gai rồi, cho nên là bây giờ nó không lên nổi nữa. Thì mình chưa có nhiều kinh nghiệm về vấn đề bấm xử lý những cái này. Thì chắc là mình sẽ chờ xem anh em nào xem video và tư vấn giúp mình. Xem là bây giờ mình phải có phương án xử lý nào với gai như nào, như thế nào. Tại vì với cái chất gai của con này thì nó không hề xấu anh em nhé. Anh em có thể nhìn thấy nguyên cái hàng gai sau này, hàng gai đuôi này. Đấy, nhìn bây giờ lên rất là đẹp luôn đúng không? Rất là đầy, chân tròn, đấy cái thứ như hàng gai trước này. Không cứu rồi, hỏng hết rồi. Thì bây giờ mình phải làm sao? Chắc chắn là phải, bấy đây là nó gặp như này này anh em này, nó toàn gãy như này này, đến lúc mà nó chất nó không bơm được lên, rất là không thể cứu được luôn. Nhưng mà gai sau này khi mà mình xử lý thì cứu được cái hàng sai sau, nhưng mà gai trước thì nó kiểu nó đợt đấy nó bị gặp hết rồi, đâm ra là không cứu được nữa. Thì anh em có lời chia sẻ nào với mình để đưa cho mình cái phương án để có thể xử lý, ví dụ như tỉa gai hay là như thế nào đấy. Còn đợt này thì mình vẫn cho ta ăn kết hợp 7 trong 1, mới cho ăn VIP đây, anh em nhìn đây này, rất là ngoan. Mình đút ra ăn này, thường xuyên là mình nên mình chăm và mình đút cho ăn như này. Anh em thấy không? Sang cái mùa này thì mình để ngoài trời mà, cho nên là ăn uống cũng rất là khỏe và đầy đủ độ ẩm rồi các thứ. Thật ra những cái con gai này nó vẫn cứ gọi là ok. Chân gai nhá, chân gai mấy cái gai xấu thì chân gai thì khá là ổn đấy. Nhưng mà bên trên này là hỏng rồi, nột nó không nột nổi anh em ạ. Mới đau chứ. Này nhìn cái chân gai sau nhìn sướng không? Nhìn cái hàng gai sau rất sướng luôn. Đấy, mình để rất nhiều rau đây, tí nó sẽ ăn hết rồi. Con này thì nào này cũng bắt đầu quen rồi, quen với cái chuồng này rồi. Tức là nó ăn ở trên tầng này, sau đó là nó lên trên tầng trên cùng nó phơi và xuống dưới này nó ị. Ok. Và đây mình sẽ đăng cái video này và mong anh em hãy xem, và anh em nào hiểu hơn về Igu hay là có những kinh nghiệm về vấn đề cứu gai hoặc là tỉa gai thì hãy chia sẻ giúp mình nhé, comment giúp mình để mình xử lý. Ok, hẹn anh em những clip sau, bye bye anh em. Đây, xuống dưới ăn đi con, xuống dưới đi. Đợt này thì mình thả rông hẳn con Tegu của mình ở trên này anh em này, hẳn luôn, gần 1 tháng rồi đấy đó này. Nói chung là mình cũng vừa thả vừa chơi kiểu hên xui. Nhiều khi đây những cái chỗ này thì nó thừa sức có thể trèo lên được. Thế nhưng mà có vẻ như nó cũng đang quen dần với cái không gian của nó ở trên này rồi. Nên là mình cũng không cứ để cho nó trên này thôi. Ok, bye bye. Hẹn anh em đến clip sau.